Rồi, cô lại cái định dạng theo đi style. Mở tập tin mới ra. Tạo tập tin mới. Rồi, trong tập tin mới này, để định dạng theo happy style thì đầu tiên cô chọn cái multi level list và cô chọn một happy 1, 1.1 happy 2. Chỗ này đây. Vậy thì happy 1 của cô sẽ có một số tự động, happy 2 sẽ có hai số tự động, vân vân. Giờ cô muốn cho trước happy 1 nó có chữ bài hoặc chữ chương thì cô vô multi level list. Rồi cô chọn Define New Multi-Level List. Ở đây cái hộp thoại, cái hộp thoại này cô sẽ thiết lập cho 9 cấp heading 1 đến heading 9. Tuy nhiên một cái giáo trình của cô 100 trang thì cô chỉ dùng heading 5 là tối đa. Cho nên đầu tiên cô thiết lập cho heading 1. Số 1 này là do cô chọn cái này nó lên, cho nên nó có xám xám. Chứ nếu mà cô xóa, cô gõ số 1 thì nó sẽ không tăng tự động. Cho nên để ghi số 1 đó, chèn điểm chèn trước số 1, gõ vô chữ bài hoặc chữ chương tùy mình. Bài đằng sau số 1 thêm vô 2 chấm. Và thường cái số tự động này với văn bản theo sau nó cách xa khoảng, bấm mò do follow number with theo sau số với top character, cho nên nó cách xa một khoảng. Bây giờ cô chọn cách xa một cái khoảng trắng thôi, không có phím tab. Tương tự như vậy, chọn 2 để thiết lập cho heading 2. Heading 2 đằng sau heading 2 có dấu chấm và follow number with top character. Cô không cần, cô cần một cái space thôi, một khoảng trắng. Tương tự cho heading 3, dấu chấm ngay chỗ này, rồi theo sau nó với khoảng trắng. Tương tự cho heading 4, đằng sau heading 4 có một dấu chấm, theo sau số tự động có một khoảng trắng thôi. Tương tự cho heading 5, theo sau nó với bay là một khoảng trắng thôi, đằng sau số nó có một dấu chấm. Rồi cô dùng tối đa đến heading 5 à, cho nên cô định dạng tới đây thôi cũng được. Nếu mai mốt mà cô cần heading 6, 7, 8, 9 thì cô lại vô Define New Multi Level List, cô định nghĩa lại, cô thiết lập lại. Bây giờ cô thấy heading 1, heading 2 nó đều ở tận cùng bên trái của lề. Cô muốn sau mỗi cấp nó thuộc vô một cái khoảng để cho nó đẹp thì cô bấm Set for all level, thiết lập cho mọi cấp ngay chỗ Additional Indent for each level, nó đang là 0 cm. Cô muốn sau mỗi cấp nó thuộc vô 1 cm thì cô gõ vô số 1 chỗ này, xong cô ok. Nhìn trên cái review xem trước nè, heading 1 ở đây, heading 2 thuộc vô 1 cm, heading 3 thuộc vô 2 cm so với lề, vân vân. Ok là cô đã định dạng số tự động cho các heading. Bài 1 là mạng máy tính, gõ vô. Rồi, khi cô bấm Enter thì điểm chèn cô trở về style normal. Cô muốn heading 2 thì cô click trên heading 2 sẽ có hai số tự động. Mở bài này ra coi. Trong bài mạng máy tính thì có 6 cái heading 2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. 5.1 là khái niệm, 2 là lợi ích, 3 là lịch sử, phân loại, thiết bị, internet. Vậy khái niệm, rồi Enter xong rồi cô có thể lên Google tìm khái niệm về mạng máy tính. Lên Google tìm xong cô copy nó, copy vào clipboard, copy vào clipboard, mở tập tin Word của mình ra và paste văn bản thôi. Click chuột phải, chỉ lấy chữ thôi, không lấy định dạng ở trang web.
ha. Rồi đến lịch sử heading 2 luôn. Lợi ích. Lợi ích chưa quên. Rồi, enter. Giả sử cô lên Google, cô tìm được những cái lợi ích, cô copy bỏ vô đây. Ví dụ như cô tìm những cái lợi ích nhé. Rồi heading 2 nữa, lịch sử. Rồi cô cũng lên Google, cô tìm được lịch sử, cô copy và paste chữ thôi vô đây. Paste chữ thôi. Rồi bây giờ đến phân loại thiết bị internet heading 2, phân loại. Rồi, phân loại cô cũng tìm ra được và cô bỏ vô. Rồi heading 2 nữa, thiết bị. Rồi, internet heading 2 nữa. Rồi, cô cũng tìm, cô bắt vô đây. À, cái phân loại phải có 3 loại ha. Chỗ này heading 3. Loại thứ nhất là mạng LAN. Mạng LAN. Rồi, loại thứ hai mạng MAN. Heading 3 nữa. MAN. Loại thứ ba mạng WAN. Heading 3 có 3 số tự động ngoài trước. Rồi cô có nè, phân loại thì nó có 3 con nè, LAN, MAN, WAN. Rồi cô định dạng bài số 1, đó là bài 5 trong giáo trình xong. Bây giờ cô ở đây, cô chọn heading 1 để qua bài 6. Bài 6 là sử dụng Internet trong Windows. Internet. Rồi, bài 6 ở đây thành bài 2. Heading 2, 2.1 là gì? 2.1 là trình duyệt web. Heading 2, 6.1 trình duyệt web. Rồi, cô cũng tìm trên mạng, cái nào hay copy bỏ vô đây. Heading 2 nữa, 2.2. Sơ lược các trình duyệt web. Rồi, cùng tìm trên mạng, copy bỏ vô đây. Rồi đến sử dụng Internet Explorer. Heading 2 nữa, sử dụng. Rồi, cùng tìm, cô bỏ vô đây nội dung. Nhân dân, bây giờ đến bài 3, cô chọn heading 1 nữa là email. Rồi, email thì sẽ có khái niệm và những thuật ngữ thông thường. Khái niệm heading 2. Khái niệm. Rồi, khái niệm về email như thế nào? Cô bỏ vô. Heading 2 nữa, những thuật ngữ. Rồi, những thuật ngữ thì nó có heading 3. Heading 3, email address. Rồi, email address 7.2.2. các ngăn chứa thư. Email address là cái gì đó, ví dụ vậy. Rồi, heading 3 nữa. Rồi cô đã. Vậy cô đã làm được 3 bài này nè. Bài 1, bài 2, bài 3. Nhưng mà định dạng theo Microsoft nó đơn giản không đẹp. Cô muốn sửa lại những cái định dạng này. Style là tập hợp những định dạng được lưu vô cái tên. Cô muốn sửa heading 1 là đầu bài, thì cô đặt điểm chèn vào một heading 1 nào đó. Đặt
vào heading 3, đặt vào bài 3 cũng được. Này là heading 1 nè, đúng không? Cô click chuột phải trên đây, click chuột phải trên đây, modify nó. Cô muốn đầu bài thì chữ Thumbnail Roman cỡ chữ 18 chẳng hạn. Rồi màu cho chữ màu nâu canh giữa. Và nhìn nè, bài 3 nó sẽ là ở cùng trang với bài 2. Cô muốn cứ đầu bài là qua trang mới thì trong chỗ cái hộp thoại modify style này không có chỗ nào qua trang mới hết. Cho nên format dưới này nè, dưới này có nút format, chọn Bearing Graph. Trong hộp thoại Bearing Graph tab indent and spacing hôm nay thì không có, nên qua line and metric, dòng và dấu ngắt trang, bỏ những cái checkbox này nếu không cần. Xong rồi đặt checkbox metric before, có nghĩa là cô đặt một cái dấu ngắt trang trước heading 1. Khi đó cứ heading 1 là nó qua trang mới. Nè, email ở đầu trang mới, sử dụng internet ở đầu trang mới, mạng máy tính ở đầu trang mới ha. Rồi heading 2 cô thấy chữ màu xanh không thích thì đặt điểm chèn vào một heading 2, modify heading 2. Rồi cô thích con chữ Thumbnail Roman 13, ví dụ màu cho chữ là màu xanh dương, màu xanh dương đậm và gạch dưới. Rồi, ok, thì mọi heading 2 echo đều định dạng như vậy. Bây giờ heading 3, nó có heading 3 nè. Heading 3, ví dụ heading 3 đây, cô modify heading 3 phong chữ Thumbnail Roman cỡ chữ 12. Rồi, màu cho chữ, ví dụ cô chọn màu hồng và in nghiêng. Ok, thì đây tất cả heading 3 của cô đều có định dạng như vậy. Bây giờ cái normal, cái normal của cô là dòng chữ bình thường, không phải đầu mục. Cô thấy đó, phong chữ calibri body không đẹp, muốn chỉnh normal thì đặt điểm chèn vào một normal nào đó, modify normal. Phong chữ Thumbnail Roman cỡ chữ 12. Rồi canh điều hai bên, normal canh điều hai bên. Và cô muốn normal first line thụ vô. Ở chỗ này không có chỗ nào first line thì vô nút format Bearing Graph tab indent and spacing, chọn special first line thụ vô 1.57cm cũng được, hoặc 0.5 inch cũng được. Ok, thì mọi normal của cô đều dòng đầu tiên thuộc vô. Cô đã định dạng một cách nhất quán. À, khi cô định dạng heading style thì cô có thể tạo một lục tự động. Để đặt một lục chỗ nào, cô đặt điểm chèn ở đó. Ví dụ ở đây cô qua trang đi, Control Enter qua trang. Bên đây cô sẽ đặt một lùn chỗ này, gõ một lùn Enter. Rồi bây giờ tab Reference Table of Content, nó có những dạng một lùn nè, bấm vào đây nó cũng chèn một lùn. Hoặc Table of Content, Insert Table of Content thì nhiều lựa chọn hơn. Cô có thể chọn nhiều dạng ở đây cũng được nè ha, nhiều dạng ở đây cũng được. Cô có thể show level hiện một lục đến heading mấy. Ở đây số 3 là một lục của cô sẽ hiện heading 3. Nếu cô muốn một lục hiện đến heading 2 thôi thì đây cô gõ số 2. Rồi cô bấm ok là xong. Khi cô làm một lục rồi, cô nếu cô sửa những cái trên, ví dụ như ở đây cô thêm một cái gì đó heading 2 nữa, cô thêm heading 2 nữa, heading 2 là gì gì đó,
thì cái kia nó sai hết rồi, hoặc cô thêm bài nữa thì cái kia nó sai hết rồi. Vậy để sửa lại một lục, cô chỉ cần xóa một lục này làm lại, hoặc không xóa thì đến chuột phải update field và update entire table thì nó cập nhật lại một lục. Bây giờ nó có 4 bài nè. Bài 2, bài 3 là mmmm, bài 4 là email. Ha. Vậy thì để cập nhật một lục, click chuột phải update field, update entire table. Ok. Rồi. Cô đã định dạng theo happy style, nó có những cái lợi là mình có thể quản lý tài liệu của mình. Đây, bằng navigation bar. View navigation bar. Navigation bar. Ha. Và cái thứ hai, định dạng nhất quán. Bài 1, bài 2, bài 3 rất nhất quán. Rất nhất quán, normal tất cả đều như thế này. Và một cái lợi nhiều nhất là mình có thể làm một lục một cách tự động. Một lục tự động. Ha. Rồi khi mình làm vậy rồi, cái qua cái tập tính mới, những cái này của mình phải bỏ hết. Cho nên mình có thể vô đây home change style, style set, mình có thể lưu những cái nãy giờ, lưu những cái nãy giờ bằng save as quick style. Và nó mở ra hộp thoại. Chỗ cái này mình không thay đổi tên mục, chỉ nhập vô tên file thôi. Ví dụ như định dạng style ha, cell, thì khi em mở tập tin mới, em muốn áp dụng nó, em chỉ việc change style, style set, nó sẽ có định dạng style đó. Nhưng do phần mềm vợ tôi lỗi nên tới đây đấy ha, bấm đây thôi không mất á. Rồi, chỗ này cô lưu đúng nha, lưu bài này bài 5, 6, 7 đi. Rồi tập tin mới nè, cô change style, style set, chọn cái này thì nó mang cái này ra, cô chỉ việc bấm đây ha ha. Cô lưu những cái mà style cô đã sửa vô một cái tập tin. Tập tin nó gọi là tập tin mẫu, đặt tên là gì đó cô nhớ. Và khi cô mở change style, style set, nó sẽ có này, định dạng style. Cô chỉ dựng là bài 1 gì, gỡ vô. Rồi heading 2, đó, gỡ vô. Ha. Rồi normal, gỡ vô. Gỡ vô, đó. Ha. Rồi heading 2, đó. Cô lưu những cái đó vô đó. Rồi bây giờ nha. Bây giờ trên dòng chữ tự động đầu mỗi trang, cái đó gọi là header. Footer là dòng chữ tự động cuối mỗi trang. Cô muốn đặt header thì insert header. Có những dạng header có sẵn, cô không cần thì cô chọn edit header. Lúc đó điểm chèn của cô sẽ dời lên header. Đi về trang đầu vậy dễ thấy. Insert header, footer làm tương tự, cho nên cô làm cái thôi. Điểm chèn cô đặt trong header. Cô muốn trên header của cô sẽ mang cái heading 1 này lên thì insert quyết bài fill, chọn fill name, style ref. Và bên đây có heading 1. Đánh dấu checkbox này thì sẽ có số tự động trước heading 1. Làm lại một lần nữa tương tự như vậy, insert quyết bạc tiêu. Và cũng chọn style ref. Chọn heading 1, không đánh dấu checkbox thì sẽ có văn bản theo sau. Rồi muốn đánh số trang trong header hoặc footer thì cô cũng làm tương tự, insert quyết bạc fill. Và bây giờ fill name không chọn style ref nữa, mà số trang số mấy là fill page.
Ok, cái chèn vô trang số mấy? Sẽ cái chèn vô tổng số trang của tập tin file viết bài fill. Tổng số trang là 5 bay, fill 5 bay. Ok, tổng số trang. Cô đã chèn những cái header rồi, bây giờ cô muốn định dạng header. Tab home, định dạng header. Ví dụ cô tô nền màu vàng, cô kẻ khung ở dưới. Rồi, thoát khỏi header bằng cách nhấp đôi vào văn bản. Vậy khi cô ở bài nào, trên header sẽ hiện lên bài đó và số trang nè, trang 3/7. Khi cô ở bài email, trên header sẽ có bài email ha. Rồi, cô có thể sửa header bằng cách nhấp đôi vào nó. Khi cô chọn header sẽ có tab design. Trong tab design, nói luôn nè, nếu đánh dấu different first page, dịch ra tiếng Việt là gì? Header của trang đầu tiên sẽ khác các trang khác. Nếu đánh dấu different odd and even page thì header của trang chẵn sẽ khác trang lẻ. Vậy vậy thì mình sẽ đặt header cho trang chẵn, header cho trang lẻ ha. Mấy cái này thì ở nhà làm. Rồi, vậy cô kết thúc cái này. Control